Đây. Hello mọi Sao? người. Ngày hôm nay chuẩn bị thế nào rồi? Đây là bàn thờ tổ của gánh hát của tôi Hương Nam. Và ngày hôm nay thì Hương Nam đã chuẩn bị rất là kỹ để mà chào đón tất cả các anh chị nghệ sĩ cũng như là khán giả ân nhân, các anh chị báo chí tới để mà chúng ta dâng hương lên tổ nghiệp. Thì nói chung là bây giờ Su chưa mắc cúp, với lại đang làm nó cũng rất là giống đàn ông, mọi người thông cảm cho Su nha. Đây là những giỏ hoa đầu tiên của những anh chị đã gửi đến, đó là chị Jessica nè, doanh nhân Phạm Hoài Trung nè, bánh tráng Trung Nghĩa nè, và của chị Tina và chị Thiên Nga. Ngoài ra còn những bó hoa nữa, nhưng mà tại vì em mới nhận được, em chưa biết tên để em phải ghi lên cho các anh chị, tại vì mới mới nhận vô, lát mình sẽ ghi tên lên. Đây đây là sân khấu cúng tổ của gánh hát ô tô Hương Nam. Đặc biệt là tối nay sẽ có rất là nhiều những quà tặng, cũng như là sẽ có một dòng lô tô đặc biệt dành tặng cho mọi người tới dự lễ cúng tổ, hoàn toàn miễn phí luôn. Miễn phí luôn. Rồi một năm qua thì thế nào? Một năm qua thì năm nay có lẽ là một năm rất là khó khăn, tại vì thứ nhất là dịch bệnh, sau sau dịch đợt 1 chưa làm được gì hết, tới dịch đợt 2 xong chưa làm gì hết, vô mùa mưa. Ôi ôi, tính một năm khó khăn, rất khó khăn. Nhưng một ngày lễ cúng tổ thì không thể nào thiếu được đối với gánh hát ô tô Hương Nam. Đây là một cái dịp để mà tri ân tới những người đã khai sáng cho bộ môn nghệ thuật, và cũng nghề lô tô cũng là một bộ môn nghệ thuật, cho nên là Hương Nam muốn gìn giữ và muốn duy trì cái thông lệ này, đó là một cái lễ cúng tổ. Thì năm nay thì sẽ được tổ chức tại sân khấu Trịnh Kim Chi, nơi mà Hương Nam diễn chương trình Hương Nam By Night thường xuyên ở đây. Đây là mẹ anh đem dưới quê lên cho em. Đây là nhà trồng, đây bưởi nhà trồng cực kỳ ngon, không có thuốc luôn. Mẹ gửi lên được cho 10 trái. 10 trái đây. 10 trái ngon lành luôn. Rồi bữa nhà em bữa này nè, ăn không ngon không lấy tiền thiệt, nhà em trồng, mẹ em trồng đây. Mẹ em gửi lên cho em cúng tổ, dâng lên tổ. Để anh chụp cái hình nè, anh chụp cái hình này. Đó. Rồi. Còn hoa này đây, tất cả những hoa ở đây là do chị, một người chị, đó là chị Bi Bi Phụng đó, ngồi dưới kia. Chị đã cắm hoa lên. Còn hai con rồng là không có cắm nha mọi người nha. Hai con rồng không có cắm, không tài nào cắm được. Đó là nghệ nhân người ta cắm. Nghệ nhân cắm hả? Dạ. Đó, đây, trang rồi chuẩn bị các thứ còn rất là nhiều hoa. Cho tối hát đây. Đấy hả? Chuẩn bị tối hát. Nãy hả? Gắt hết được rồi. Gắt không được. Rồi. Con. Tôi ăn. Cảm ơn anh. Chị ăn đi nha. Mày đang quán kìa. Quá sư phụ của tôi đó, bí mật bí bí. Dạ hiện tại thì tiền mình đã có tuần làm của em đã mấy cuốn xong, như cả nhà mình cũng đã
biết thì đây dạ trưởng đoàn Sông Tô và đang trong giai đoạn bán túc và chơi game nha cả nhà. Còn thành viên này là Ngọc Nữ luôn tôi và Hạ Vi nha. Ủa mà à chị xin lỗi giới thiệu luôn. Thì đây mọi người cũng biết dạ bé Bảy dòng mãi dòng mai hiện tại thì công việc rất là nhẹ nhàng nha mọi người. Từ ngày đi dòng mãi dòng mai xong đều đồ luôn. Dạ đi làm nail mai nhặt mắt hơn á dạ. Dạ. Trên sống thì mình đi làm nail ngoài đời đi ủi đồ nha mọi người nha. Đó. Dạ Sơn Ca cưỡi gì vậy Sơn Ca? Dạ. 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 Người đẹp Sơn Ca rất là giống một chị gái buồn của mình như cả nhà. Nói đi, lên tiếng đi, vui vẻ đi. Không dám tè. Dạ quay qua. Dạ, đây quý vị mình biết dạ. Như hiện tại thì địa chỉ là 716 Cáo Viên Chi nha cả nhà. 716 Trần Hưng Đạo. À, phường gì ta, phường gì trời? Phường mấy đó, quận 5 thì như cái đây hai cái lô mũi này là cho, có thể là cho thuê thành bãi giữ xe nha cả nhà. Trời ơi. Làm như hai hầm giữ xe. Trời ơi, mắc cười lắm, đi chặn nữa đi má. Đi chặn nữa. Em tính mở bãi giữ xe, không biết hát lộn, có cho thuê không. Vui nha. Vậy ông trời mày. Bà hồi mày nói cái lỗ mũi là như cái hầm thủ tiêm. Bà hồi mày nói mày đòi thuê là có bãi giữ xe, mắc cười lắm á. Bà chửi vui chơi vậy trời. Dạ còn đây là cầm nhau chơi trò chơi nữa. Đuổi hình đóng chữ. Ai là chồng ai là vợ. Đón được sẽ được nhận thưởng với cả nhà nha. Đó. Trời ơi. Hai chồng mặt ghét ghê vậy đó. Vợ mặt giống Kiều Anh. Chồng mặt giống Lê Tính ha vậy thôi. Vui vẻ nha. Nghệ sĩ thì rất là nôn nao để chào đón tất cả các anh chị nghệ sĩ cũng như là những bạn bè để dâng hương cho tổ nghiệp, những người đã khai sáng cho bộ môn nghệ thuật, và hy vọng chúng ta sẽ gặt hái được nhiều thành công. May bộ này mất bao nhiêu lâu? Dạ. Em may bộ này mất bao nhiêu lâu? Bộ này hả? Ừ. Bộ này em không có may mà là có một nhà thiết kế cho em được mượn đó, chính là nhà thiết kế Kim Trọng. Dạ. Mì Châu à? Mì Châu, nhìn em giống Mì Châu mà lông, thật ra lông này không phải lông ngọc, mọi người đó là lông vịt. Lông vịt. Mười phút nữa bắt đầu. 10 phút nữa thì chương trình của tụi em sẽ bắt đầu. Và hiện tại cũng có đang live stream cho mọi người nha. Đưa em quẹt thẻ mới vô ngồi, em lên người chỗ ngồi được. Thôi nó giỡn cho ngồi đi. Thank you.